Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng để phòng chống COVID-19. Theo đó, về hoạt động giao hàng, đội ngũ người giao hàng, shipper đảm bảo các đặc điểm nhận diện khi lưu thông trên đường như đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành của doanh nghiệp cấp cho shipper, ứng dụng quản lý đơn hàng. Đồng thời bổ sung bản tên thẻ cứng có hình, xác nhận của doanh nghiệp cho từng shipper và ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR code. Thực hiện băng đeo tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo cao 20cm, in chữ shipper màu trắng. Shipper được hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh cho shipper di chuyển liên quận huyện và thành phố Thủ Đức khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép người dân đi tiêm vaccine được ra đường sau 18 giờ. Giấy tờ gồm giấy mời hoặc tin nhắn điện thoại và thẻ, phiếu nhận diện, màu sắc thay đổi hàng ngày để người đi tiêm vaccine đeo trên ngực, phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phép một số địa phương triển khai tiêm vaccine sau 18 giờ để đẩy nhanh tiến độ tiêm. Đối với trường hợp người dân đi chợ, siêu thị, chính quyền các xã, phường, thị trấn phát phiếu đi chợ, siêu thị, trong đó ghi rõ thời gian đi và các địa điểm chợ, siêu thị, cửa hàng gần nhất. Các phương tiện vận chuyển khác như hàng hóa thiết yếu, đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, đưa đón công nhân, vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu, phục vụ cung cấp suất ăn cho các khu phong tỏa, khu cách ly, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Ô tô và xe taxi chở người trong trường hợp cấp thiết được nhận diện theo quy định hoặc đăng ký với Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và cung cấp cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện, thành phố Thủ Đức để phục vụ kiểm tra của lực lượng chức năng. Riêng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị ra đường phải đeo thẻ công chức, thẻ ngành hoặc mặc đồng phục ngành kết hợp với văn bản xác nhận hoặc phân công công tác. Nếu đi làm bằng ô tô cá nhân thì phải có thêm giấy xác nhận công tác, màu xanh dương đối với người làm nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và màu đỏ đối với lực lượng làm công tác hoặc hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.